Hiện tại, FastKey đang có rất nhiều chương trình ưu đãi như sau: nâng cấp RAM, SSD, hay tận hưởng sự nhanh chóng và mượt mà với dịch vụ nâng cấp RAM, SSD của chúng tôi. Từ ngày 1 tháng 4 tới ngày 30 tháng 4, chúng tôi trợ giá 70k cho việc nâng cấp RAM, SSD, đặc biệt từ ngày 15 tháng 4 tới ngày 21 tháng 4, hay tham gia tuần lễ ưu đãi với mức giá giảm sâu nhất từ trước đến nay. Bảo vệ điện thoại của các bạn với chương trình giảm giá lên tới 20% khi giảm cường lực và giảm giá lên tới 30% khi mua phụ kiện tại cửa hàng của FastKey từ ngày 1 cho đến ngày 30 tháng 4. Và đừng bỏ lỡ giảm phụ kiện thêm 20% từ ngày 15 cho đến ngày 30 tháng 4. Và đặc biệt hơn cả, chỉ trong một ngày duy nhất ngày 4 tháng 4, hãy đến ngay với FastKey để dán cường lực miễn phí cho điện thoại của các bạn. Đừng bỏ lỡ cơ hội này. Vào ngày 4 tháng 4, nếu các bạn có bạn bè hay người thân thì cũng đừng ngại, FastKey sẽ dán miễn phí toàn bộ cho các bạn. Và cảm ơn các bạn rất nhiều. Và vâng, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của FastKey. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về dịch vụ thay pin cho chiếc Oppo Reno 2F tại FastKey nhé. Trước khi bắt đầu vào quy trình thì mình sẽ nói sơ qua một chút về việc khi nào các bạn sẽ cần phải thay pin cho chiếc Oppo Reno 2F. Thứ nhất, đó chính là việc mà các bạn sạc pin nhanh đầy hơn bình thường. Việc này thì cũng có thể thấy được rằng là viên pin của chúng ta đang bị chai một cách bất thường nha các bạn. Thứ hai, đó chính là khi mà pin hao một cách chóng mặt, rút ngắn thời gian trải nghiệm của các bạn. Thông thường thì nếu mà các bạn đang sử dụng khoảng tầm 10% thì các bạn vẫn có thể tiếp tục sử dụng thêm một khoảng thời gian nữa. Nhưng có một vài trường hợp khi mà pin đã bị chai thì chỉ khoảng tầm 10% ngay lập tức là rút xuống còn 1%. Và yếu tố thứ ba, khi mà máy cắm sạc vẫn nhận sạc tuy nhiên thì không vào pin và phần trăm pin không tăng thì chúng ta cũng cần phải thay một viên pin mới cho chiếc máy. Yếu tố cuối cùng thì các bạn sẽ cần phải thay một viên pin mới nếu viên pin đó đã bị chai và bị phồng như các bạn, thì chúng ta sẽ cần phải thay ngay lập tức một viên pin mới để đảm bảo an toàn cho chúng ta. Các bạn có thể ghé qua cửa hàng của FastKey vì hiện tại bên mình đang lựa chọn loại linh kiện tốt nhất ở trên thị trường, bảo hành 6 tháng cho các bạn về chất lượng pin. Đồng thời thì các bạn sẽ được thay pin nhanh chóng, lấy ngay chỉ khoảng tầm từ 15 cho đến 30 phút. Bên mình thì các bạn kỹ thuật viên sẽ sửa chữa trước mặt khách hàng và hoàn tiền 100% nếu các bạn không hài lòng. Toàn bộ thông tin chi tiết về giá cả và khuyến mại tại FastKey thì các bạn có thể lên ngay trang web của fastkey.vn để biết thêm thông tin chi tiết về giá và cũng như chương trình khuyến mại. Hoặc là các bạn cũng có thể liên hệ ngay qua số hotline 1800 2057 để các bạn tư vấn viên có thể tư vấn cho các bạn một cách kỹ lưỡng hơn. Cùng quay trở lại với quy trình nào thì hiện tại bạn chuyên viên bên mình cũng đã tiến hành thay xong một viên pin mới cho chiếc Oppo Reno 2F này rồi. Và thực sự thì với viên pin 4000mAh nhưng cái kích thước của chiếc viên pin này cũng khá là nhỏ phải không nào? Ngoài ra cũng có khá là nhiều khách hàng khi mà tới cửa hàng cũng có hỏi rằng khi mà bung máy ra để tiến hành thay pin thì có mất kháng nước hay không? Thì mình xin trả lời, trong quá trình sửa chữa thì khi mà chúng ta bung máy ra và khi bung máy thì chắc chắn là sẽ mất kháng nước kháng bụi nha các bạn. Đây sẽ là quy trình bắt buộc và chắc chắn là cây máy nào chúng ta cũng cần phải bung máy ra để có thể tiến hành kiểm tra bên trong cũng như sửa chữa các linh kiện bên trong chiếc máy. Bên mình thì cũng sẽ tiến hành dán lại keo ro để có thể cố định được cái phần khung máy cũng như là có đem lại một cái phần tỷ lệ chống nước chống bụi lại cho chiếc máy này. Tuy nhiên thì chắc chắn sẽ không thể nào mà kháng nước kháng bụi được như khi mà các bạn mua máy rồi. Tới đây chúng ta đã hoàn thành quy trình thay pin cho chiếc Oppo Reno 2F rồi và cảm ơn các bạn rất nhiều.